Hello, chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Khải Sâm. Mình là Khải Sâm đây. Ok, thì nay Khải sẽ làm video nhá. Chiến với con tài xỉu này anh em ơi. Ok, nay với số vẫn 70 anh em ạ. Vào xúc luôn nhá. Xúc luôn cho nóng. Ok này. Check anh em ạ. Ok, 9 này, chẵn này. Ok, chốt tài luôn anh em ạ. Bịt mẹ mày tài luôn này. Kịp không anh em? Kịp luôn anh em ạ. Bịt mẹ mày. Cứ vội vàng này đã biết bú được cái gì không đây anh em. Bịt mẹ mày. Ok luôn này. Bịt mẹ mày thơm luôn anh em ạ. Ấm rồi anh em, bịt mẹ cả thấy người thấy mùi thơm thơm nha anh em ạ. Mọi hôm thì mẹ em toàn thấy mùi khét thôi, này thấy thơm rồi đấy anh em, thơm thơm rồi đấy. Ok, 14 cộng 3 này, 14 cộng 3 17 này. 17 lẻ này anh em này, 17 trừ 12 5 lẻ này, lẻ anh em nhá. Ok, lẻ vẫn là một anh mẹ này, mã văn tài nha, vẫn là mã văn tài anh em nhá. Cho nút 318 đi mẹ, 418 đi. Nói chung là Khải đánh ấy, thì anh em mà biết cái biết phong cách của Khải ấy, thì Khải lúc nào Khải đi 1-2 tiếng đầu ấy, Khải đi rất nhẹ nhàng đấy. Khải không đánh như một số anh em khác là đánh tiếng đầu đánh to. Nói chung là anh em đánh to tiếng đầu thì cũng là cái tốt thôi, trừ khi anh em đánh đỏ thì không sao. Nó đen cái 1-2 tiếng đầu anh em mất ấy, thì tâm lý anh em ảnh hưởng tâm lý, ảnh hưởng đến vốn, đúng không? Khi ảnh hưởng đến vốn rồi thì những tay sau anh em có thể là anh em không còn dùng tiền đủ anh em đánh cầu kết nữa, cũng là cái mặt hạn chế. Ok luôn này, ok chưa anh em? Ok lẻ cái tái luôn này. Đấy nên anh em chơi anh em thì thực sự luôn là mỗi anh em có một phong cách riêng, đúng không? Thì phong cách Khải đang chơi là thấy nó khá là ok. Nói chung là phong cách chơi, phương pháp chơi này. Đấy, quan trọng nhất là cái cách chọn cầu anh em nhé. Vì con tài xỉu anh em biết rồi. Cầu thuận thì anh em nào cũng đánh được thôi. Quan trọng nhất là cầu nghịch ấy. Cầu nghịch hoặc là cầu thuận nó chạy theo cái hướng là cậu chạm mấy ấy, cậu chạm hai thuận này, một nghịch này, hoặc là hai thuận hai nghịch này. Đấy, rất nhiều anh em có thể anh em để ý cái nút này, anh em chơi cái nút này. Thực ra cái nút này nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ để anh em thì anh em theo dõi rồi. Nhưng lúc cái nút này nhá, cầu chạy nó thay đổi theo từng ngày. Đúng không? Đấy nên anh em chơi anh em cũng phải kiểm soát phải để ý nhá. Mỗi phương pháp cũng là anh em áp dụng, anh em tính toán cộng dồn, có nghĩa là nhiều phương pháp anh em tích lũy vào thì ra một kết quả chung. Anh em đánh giá ok này. Lẻ này. Ok lẻ để xỉu này. Bịt mẹ mày, ghét bịt xỉu này này. Đi vậy công nghịch đấy anh em ạ. Bịt con mẹ mày công nghịch với anh em. Ma ơi, bịt mẹ mày tại vì bốn tay trước anh em để ý này. Anh em để ý nhá, tôi check cho anh em xem bốn tay trước này, bịt mẹ mày cầu thuận hết này. Ok lẻ về tài này, ok lẻ về tài này. Đấy lẻ xỉu tiếng này sau là địt mẹ nó bạch luôn anh em này. Đúng tiếng này địt mẹ mày lẻ cùng nghịch luôn anh em này. Đấy bắt đúng tiếng này tiếng địt mẹ mày nhà cái nó chạy sang một cái cầu khác. Ma ơi nó cay thực sự luôn này. Đúng ra là ăn được 3 tay đây anh em nhá, không phải ăn được một tay đâu. Nhưng mà đeo sao anh em ạ, nói chung là địt mẹ mày cội còn nhiều anh em không? Anh em cứ bình tĩnh anh em, địt mẹ em tỉnh táo là anh em kiếm được hết. Ok này, 8513 này. 13 trừ đi 12 còn 1 lẻ này. Ok lẻ anh em nhá. Địt mẹ lẻ vẫn là một tiếng cầu thuận này. Ồ chốt tài anh em nhá. 10M này, 200 này. 60 anh em nhá. Quánh đúng số lãi luôn anh em ạ. Quánh kiểu gấp thép số lãi anh em nhá. Nhân địt con mẹ mà nhân luôn anh em này. Nhân luôn anh em nhá. Ok này lẻ về tài là cầu thuận này. Đi mẹ mà nhân luôn anh em này. Ok chưa các con vợ. Ok con vợ ơi. Ok 11 cộng 6 này. 11 cộng 6 bằng 17 này. 17 ok trừ 12 bằng 5 lẻ này. Lẻ anh em nhá. Đi mẹ này. Tiếng này vẫn ok anh em này. Tiếng này chốt xỉu anh em nhá. 10M anh em này. Tiếng này Khải chưa kết đâu anh em ạ. Đấy, Khải chưa kết, Khải vẫn đánh bình tĩnh thôi, chưa kết. Anh em hiểu chưa? Cá nhân Khải đi tiếng kết đấy là tiếng là địt mẹ mày xác định là 99% phải ăn, không? Đấy, rất nhiều anh em gọi là tiếng đéo nó gọi là tiếng kết thì không? Phang kinh khủng luôn. Cùng là địt mẹ ăn được mấy tiếng đỏ ấy, 1-2 cầu đỏ ấy. Thì gọi là hên thôi. Chứ anh em đánh kiểu đều tay đều vốn ấy, thực sự luôn là mẹ giờ hơi đấy. Tài luôn này anh em này, đi mẹ tài luôn này. Ok lẻ về tài này. Ok anh em này, đi mẹ lẻ về tài anh em nhá. Tiếng này phang luôn anh em này.
anh em chờ chút nha, cho nó cập nhật dữ liệu này. 15 cộng 7 là 22 này. Ok, 22 thì 12 còn 10 là chẵn này. Ok, chẵn anh em nhá. Đi cho em chốt luôn tí xỉu anh em nhá. Chốt luôn anh em này. Thành bại luôn anh em này. Tiếng này đi mẹ mày, tiếng kết luôn anh em này. Đi mẹ mày, 543 đồng này đéo bánh anh em nhá. Oanh được anh em. Địt mẹ mà tính trước mất 10 mời anh em. Có nghĩa là địt mẹ tính vẫn lãi được 10 mời anh em không? Thế này mang thêm 20 mời pha và nốt địt mẹ mà. Ăn được tiếng này là ấm rồi anh em, và khả năng chốt lãi nghỉ luôn. Nói chung là đánh miên miên nữa là đéo được. Nói chung là mỗi ngày anh em coi rỉa tí thôi. Trắng chân địt con mẹ, ok chưa các con vợ ơi, ok chưa? Đấy, một tiếng kết anh em phải biết, tiếng kết nó phải ra tiếng kết anh em hiểu không? Ok này. Mẹ quá là ấm luôn anh em ạ. À. Đấy chưa? Nói chung là tranh thủ thôi anh em. Nói chung là cá nhân Khải mẹ tranh thủ tầm khoảng 5-10 phút thôi. Vào húp một chút thôi. Đấy, nói chung là số 4 Khải 70M anh em, đối với video anh em chắc để ý rồi đúng không? 70M, Khải chút lãi được mẹ 108M rồi. Đấy anh em trừ ra. Đúng không? 38M rồi anh em ạ. Đấy, nói chung là quá là hài lòng rồi. Thế khi mà anh em đã hài lòng với cái số lãi của anh em mình, dù ít thì dù to ấy, anh em tốt nhất anh em nên nghỉ. Đấy rồi, anh em thoát ra. Mai anh em vào chơi tiếp, còn là lúc sau anh em phải chơi tiếp. Chứ anh em đừng có đánh cố nhá. Đôi lúc anh em nghĩ là cầu đang đẹp, thực sự luôn là cầu đẹp hay không đẹp ấy, khi anh em có lãi thì anh em nên nghỉ. Tránh trường hợp anh em bị cuốn theo cầu. Đúng không? Ok. Thì video Khải làm nhá, chia sẻ cho anh em gọi là cái con game này, cái con tài xỉu, ví dụ là cách kiếm tiền. Những anh em nào mà đang theo dõi Khải thì có thể anh em biết cái phong cách của Khải chơi rồi, cách chơi rồi, cách chọn cầu. Rất nhiều video Khải được chia sẻ để nhắc lại câu đó. Thì những anh em mới có thể là lần đầu xem video của Khải ấy, thì anh em có thể là vào lại cái channel của Khải nhá, xem lại, có thể tham khảo. Ok, thì video của Khải cũng tương đối là dài rồi, thì Khải xin phép được dừng video tại đây thôi. Thì hẹn anh em ở một video gần nhất nhá. Chào anh em.